tin tức ngày hôm nay thì một số những cái thông tin rất nổi bật đó chính là các bạn thấy được là công ty Pimco, công ty Pimco đến là một công ty mà hội lập fixed income thì những cái nào mà không rành đó mỗi lần các bạn thấy chữ fixed income đây là cái chữ liên quan đến các bạn sẽ nghĩ đến là trái phiếu thì đây là một công ty mà họ chuyên về đầu tư trái phiếu cho khách hàng của họ thì công ty đầu tư trái phiếu Pimco nó cũng tiêu đầu tư rất là lớn các bạn được công ty này đó tổng cái số lượng tiền mà họ quản lý lên tới 2,2 nghìn tỷ đô la không phải là một công ty nhỏ thì họ nói những gì ngày hôm nay để thường đọc cho các bạn sau đó chia sẻ thêm một số thông tin với các bạn thì uh, ngồi ở đây đó người này chính là giám đốc À, đầu tư của công ty Pimco Thì giám đốc đầu tư của công ty Pimco đã nói gì Ông ta nói đó là Chúng tôi đang xem xét khả năng Giao dịch một số loại crypto nhất định Như là một phần của chiến lược Dựa theo xu hướng hoặc là định hướng Sau đó sẽ thực hiện nhiều công việc hơn Về khía cạnh cơ bản Cái đó nữa thì ông ta nói là bạn phải hiểu Tài chính phải tập trung Bởi vì nó sẽ gây xáo trộn Và rất có thể phá bởi ngành công nghiệp Của chúng tôi Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi Kế tiếp nữa đó thì ông ta nói là suy nghĩ về các tình huống này, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh để đối phó với những môi trường thay đổi nhanh chóng, mang lại một chiến lược giá trị đặc biệt là đối với những thế hệ trẻ và thế hệ mới của cộng đồng đầu tư. Công ty Pimco đó, họ đã có những cái chiến lược liên quan đến crypto rồi. Cái mà ông ta nói ngày hôm nay đó là công ty Pimco muốn tiến sâu hơn một bước nữa. Thì công ty Pimco đây hiện bây giờ họ đã có những cái chiến lược như là À, họ đầu tư vào crypto nhưng mà không phải là họ đầu tư về cái xu hướng là họ nghĩ crypto sẽ tăng trưởng mà họ đầu tư là họ bây giờ thấy là có nhiều cái loại sản phẩm khác nhau chúng ta có sản phẩm bitcoin thực sự chúng ta có sản phẩm future, chúng ta có sản phẩm option thì chúng nào cũng có thể có những cái lỗ hở như là cái giá cả giữa option, future và spot có thể là không có đồng bộ với nhau và những cái thời điểm đó những thời điểm tốt để các bạn có thể chốt lợi nhuận tại vì một thời gian sau đó giá cả sẽ có sự đồng bộ thì cái mà Pim còn nói đó là bây giờ chiến lược của họ đó là không theo xu hướng có nghĩa là họ đầu tư nhưng mà họ chỉ đầu tư để kiếm lợi nhuận giữa cái sự chênh lệch giữa cái giá của spot, future và option mà thôi nhưng mà sau đó, đó họ sẽ thực hiện nhiều công việc hơn về kỹ cạnh cơ bản có nghĩa là cái bước kế tiếp của công ty pimco đó là họ sẽ tìm hiểu rõ hơn về tiền điện tử và họ sẽ đầu tư như là một cái chiến lược của công ty sau này để mà tạo thành thu nhập cho công ty điều kế tiếp nữa đó là các bạn thấy rất rõ ràng là giám đốc đầu tư của công ty pimco nói đó là đây là một cái thị trường phụ tập trung và nó có thể gây ra xáo trộn và phá vỡ cái ngành công nghiệp của công ty pimco nhất là lĩnh vực kinh doanh của công ty pimco cho nên họ tham gia vào không phải là họ tin về tiền kỹ thuật số mà họ đã thấy được cái quy mô của tiền kỹ thuật số và họ đã rõ hơn thị trường này sẽ thay đổi tất cả thị trường tài chính cho nên bây giờ đã công ty pimco đã đi trước một bước và họ nói là họ muốn nắm chắc phần thắng họ muốn đảm bảo đó là họ sẵn sàng cạnh tranh cho nên cách tốt nhất đó là họ sẽ chào đón tiền kỹ thuật số thay vì để đối đầu với tiền kỹ thuật số họ sẽ chào đón tiền kỷ thuật số và họ muốn có một cái chiến lược giá trị và cái điều quan trọng hơn nữa các bạn thấy được là họ nói đó là đối với thế hệ trẻ và thế hệ mới của cộng đồng đầu, đầu tư thì rất rõ ràng là công ty phim đã thấy được những gì mà thường đã từng chia sẻ với các bạn các bạn có bao giờ nghĩ là tại sao mà đột ngột những công ty đầu tư như là chúng ta nói tới là Morgan Stanley, Pimco lại ủng hộ thị trường crypto này hay là không? Trong khi mà cách đây nhiều năm đó họ rất là chống đối thị trường này tại sao đột ngột họ lại ủng hộ? Có phải là tự nhiên họ cảm thấy là blockchain quá tốt hay là đây là thị trường tương lai tài chính, uh, phi đập vân vân? Không phải đâu các bạn, các bạn nên hiểu đó là những công ty đầu tư này đó là họ có một số lượng khách hàng lớn và bây giờ đó phần lớn khách hàng của họ bây giờ có thể là không quan tâm đến crypto. Có nghĩa là những người đó có thể là lớn tuổi hơn, họ là bắt đầu về hưu, họ đã đầu tư nhiều rồi, cho nên họ không quan tâm đến crypto. Nhưng mà những công ty này họ phải suy nghĩ đến là những người này một nhà nào đó họ cũng sẽ ra đi và sẽ có một cái thế hệ trẻ mới trở thành những khách hàng chủ đạo của họ. Bây giờ đó là những khách hàng lớn tuổi hơn nhưng mà sau này những khách hàng đó ra đi thì những khách hàng trẻ bây giờ sẽ là khách hàng của họ khi mà những khách hàng trẻ bây giờ lớn lên. Và không những vậy thì những khách hàng trẻ này đó họ có thể là nhận được rất nhiều tiền đến từ cái việc là sau khi mà ba của họ hay là mẹ của họ ra đi đó họ có thể là nhận được một số lượng tiền rất lớn từ cái à, tài sản của cái người đã ra đi. Cho nên sau này đó, cái thế hệ trẻ bây giờ mới là khách hàng của những công ty này chứ không phải là cái thế hệ bây giờ. Vì lý do đó họ mới là nhanh chóng tham gia vào crypto tại vì thế hệ trẻ bây giờ rất là cởi mở và họ rất là thích crypto. Cho nên công ty Pimco cần phải đi trước một bước. Công ty Morgan Stanley Uh, JP Morgan, ngân hàng Bank of America phải đi trước một bước để có thể làm gì? Để có thể giữ chân được thế hệ trẻ. Chứ nếu như không, họ sẽ đi qua những công ty mà phù hợp với họ hơn. Giống như các bạn thấy được là một người trẻ tuổi bây giờ muốn đầu tư một crypto, bây giờ công ty phiên không có thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ lấy tiền của họ qua công ty khác mà có thể hỗ trợ cho họ. Đó là điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến PIMCO. Đây là một thông tin rất là lớn mà các bạn cần phải lưu ý đến. Các bạn cũng đã thấy là gần đây đó, Interactive Brokers Trương thời đã chia sẻ với bạn trong cái video cách đây 2 ngày hai ngày hôm qua gì đó đó là công ty Interactive Brokers đã ra thông báo là sẽ hỗ trợ khách hàng của họ đầu tư vào crypto và quản lý crypto cũng là cái lý do này kế tiếp đó là Scott Miner các bạn có biết Scott miner là một trong người mà hôm nay nói này ngày mai nói khác liên quan đến crypto thì scott miner đó các bạn đã nhớ là năm 2020 năm ngoái tháng 12 thì nói là bitcoin sẽ lên tới 400.000 đô rồi tháng 2 năm 2021 nó bitcoin đó có thể lên tới 6 000 đô rồi tháng 6 năm 2021 nó bitcoin sẽ có thể xuống còn 15.000 đô bây giờ tháng 10 thì Scott Mayer nói là ông ta sẽ không tham gia vào trường crypto nữa có thể nói được là các bạn thấy là những lời nói của Scott Mayer muốn lung lay thị trường nhưng mà cuối cùng thì cũng không có kết quả cho nên bây giờ Scott May này nói là không muốn tham gia vào thị trường Bitcoin nữa cũng tốt chúng ta không muốn có những người mà dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình như vậy các bạn thấy được những người mà có thể nói là à, được nhiều người quan tâm trong thị trường này đó như là Michael Saylor hay là À, tổng thống như Berkeley thì các bạn được là hoàn toàn có lòng tin vững chắc và không thay đổi theo tháng như là Scott Miner. Kế tiếp nữa thì à, các bạn thì được là nhiều bạn chắc sẽ rất muốn biết là trong quý 3 mới đây đó công ty Tesla có mua thêm hay là bán Bitcoin của mình hay là không thì để trả lời câu hỏi này chúng ta cũng không thấy một đồng tin gì đến từ công ty Tesla điều tốt ở đây đó là họ không muốn bán nhưng mà họ cũng không có mua thêm thì bây giờ công ty Tesla vẫn tiếp tục lưu trữ cái số lượng Bitcoin của họ đang có có nghĩa là khoảng 1,26 tỷ đô la Bitcoin của họ nhưng bây giờ không mua thêm không bán thêm đó là tình hình chúng ta cũng muốn thấy chúng ta không muốn thấy thông tin là công Tesla đã bán thêm Bitcoin của mình họ vẫn tiếp tục lưu trữ qua cái quý ba mới vừa rồi và thật ra các bạn đọc những thông tin như là công ty Tesla đã lưu trữ Bitcoin Rồi họ khai lỗ 51 triệu Thì để thông chia sẻ với các bạn là không phải Cái này là cái tài liệu liên quan đến kế toán thì đối với lại bitcoin đó bitcoin được coi như là một cái loại tài sản vô hình thì tài sản vô hình là gì cho một công ty đó các bạn có tài sản hữu hình có nghĩa là tài sản công ty đó là có thể là các bạn có à, bất động sản các bạn có thể đã có những máy móc thì đương nhiên những cái vật à, đó là hữu hình và có thể được định giá nhưng mà các bạn cũng có những cái loại tài sản mà vô hình như là chúng ta nói là nhiều công ty đó họ có bản quyền thì đó là một loại tài sản công ty đương nhiên là có giá trị nhưng mà đương nhiên là không có hữu hình mà là vô hình thì hiện bây giờ đó đối với bitcoin là một tài sản mà trong cái luật của kế toán gọi là tài sản vô hình thì tài sản vô hình đó cái điều mà thú vị đây đó là nếu như các bạn lưu trữ bitcoin mà các bạn thấy được là bitcoin mà xuống giá đó các bạn có thể là khai lỗ mặc dù các bạn vẫn có là bao nhiêu bitcoin đó nhưng mà các bạn lưu giữ 100 bitcoin đi thì bây giờ giá bitcoin đi xuống các bạn có thể nói là các bạn bị lỗ bao nhiêu tiền đó nhưng mà đó là lỗ trên giấy tờ mà thôi chứ không phải là lỗ thực sự tại vì các bạn vẫn chưa bán bitcoin của mình đó là điều mà chúng ta thấy là công ty tesla đã làm là họ đã à, uh, khai tổng cộng là lỗ trên giấy tờ là 51 triệu đô la đương nhiên họ chưa bán mình khoi nào làm sao gọi là lỗ đây chỉ là một cái công thức kế toán mà thôi đó là điều mình không muốn chia sẻ với các bạn để nhiều bạn nhiều khi đọc cũng không hiểu được cái thông tin này và nói tới El Salvador đó thì có một thông tin các bạn thấy được là khi mà nước El Salvador nói là muốn chấp nhận mình khoi làm tiền tệ hợp pháp đó thì lúc đó quỹ tiền tệ quốc tế đó IMF thì quỹ tiền tệ quốc tế đã nói là không có thích El Salvador làm như vậy là thường hay răng đe El Salvador nói là làm gì sao là làm ảnh hưởng tới kinh tế hoặc hay là không tiếp tục cho El Salvador vay thì các bạn thấy được là cuối cùng thông tin ngày hôm nay đó đây là một cái bài phỏng vấn à, ở trên thường nhớ là đài Bloomberg đã chia sẻ là ngân hàng dự trữ trung ương của El Salvador nói là Bitcoin sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đàm phán mượn 1,3 tỷ đô la của họ với quỹ tiền tệ quốc tế IMF có nghĩa là sẽ được cho mượn và El Salvador nói đó là IMF không nhận thấy bất kỳ rủi ro nào liên quan tới việc áp dụng Bitcoin trong quốc gia này cho nên tôi mới nói với các bạn là đừng nghe những gì họ nói và hãy nhìn những gì họ làm IMF chỉ hù thôi chứ còn đứng trước Bitcoin thì cũng phải lùi bước mà thôi các bạn thấy được đây là tình hình mà chúng ta đang chứng kiến hiện bây giờ như bạn nói là Najib Berkeley đó tổng thống El Salvador giỏi đến nổi mà bây giờ đó có thể đàm phán mượn 1,3 tỷ của IMF cái nơi mà trước đây không thích Bitcoin và thường hay răng đe là không cho họ chấp nhận Bitcoin vì họ không những là không nghe theo mà đã chấp nhận Bitcoin rồi mà bây giờ cũng còn có thể đi mượn 1,3 tỷ đô la từ IMF để làm gì có thể nhiều bạn nói là mượn số tiền này để bắt đầu là mua thêm Bitcoin nữa cái đó là thường không biết cái đó là lời nói của các bạn mà thôi nhưng mà thường cảm thấy là cũng rất là thú vị đây là cái thông tin liên quan tới El Salvador và một điều khác nữa cũng liên quan tới El Salvador đó một người trên uh, Twitter Carlos Murlos đã chụp lại cái hình này Bây giờ đó thì không biết hình này là thật hay là giả Tại vì không có cái nguồn chính thức Nhưng mà Western Union nói là bây giờ đã gửi tiền về nước El Salvador Western Union là cái công ty mà cho gửi tiền trước đây mà họ tính phí Bây giờ là có bịch công xuất hiện ở El Salvador Nhiều người đã sử dụng cái ví Shivo để gửi tiền miễn phí thông qua mạng lưới Lightning Network Thì các bạn thấy bây giờ Western Union nói là họ sẽ cho gửi miễn phí cho người dân của Salvador Tại sao trước đây họ không làm điều đó mà giờ họ mới làm Tại vì Bitcoin xuất hiện Cho nên các bạn thấy được là Bitcoin đó thật sự là áp dụng được trong đời sống của chúng ta Không chỉ là các bạn không lưu trữ Bitcoin như là một loại tài sản lưu trữ giá trị như là vàng điện tử Các bạn thấy được là Bitcoin thật sự có thể được dùng để mà gửi từ quốc gia này qua quốc gia khác mà không tốn phí Thông qua giải pháp tầng hai của Bitcoin đó chính là Lightning Network. Thì trước khi Thuận kết thúc cái video này, Thuận muốn chia sẻ với các bạn là ngày mai đó Thuận sẽ bận một số công việc cho nên ngày mai sẽ không có video. Nhưng mà các bạn nên theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội. Tại vì Thuận sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin thú vị trên mạng xã hội với các bạn. Và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook và Twitter các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cũng như là những mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được giảm 5% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến từ những sàn như là sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn hãy nhận được bonus đến từ sàn Bybit cũng như là các bạn sẽ được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên khi mà tham gia vào Bybit và đặc biệt đối với lại Bybit và sàn Moon XBT để các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để tìm hiểu rút tính hiệu chơi miễn phí và một sàn đã trở lại mà nhiều bạn trước đây cũng rất thích đó chính là sàn Margin SnapX và cũng như là những cái partner khác các bạn thấy được là chúng ta có sàn Asaniax và sàn Namroy Global Nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như là tìm hiểu ứng dụng BlockFi đi là ứng dụng Lending có lãi và bây giờ vẫn là bonus là 250 đô và đương nhiên CryptoQuant Đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.